Rồi giờ quay chiếc máy G nha. Số khung ở đây. Giá tiền nha. Rồi em xin chào mọi người nha. Thì em quay sơ lược cái kho máy hiện có của công ty em ha. Thì bây giờ để em quay sơ lược cho mọi người xem ha. Thì quay từ trên cao trước ha. Thì kho của em gồm có máy cày và máy gặt. Máy gặt lúa thì em có DC70 là để phía trước này ha. DC70 có hai loại là DC70G là cái loại có vừa khoan, và DC70 thường là những chiếc máy giống vậy. Phía trong đây thì em có để mấy chiếc 105 ha. Đây là máy lớn hàm cắt 3m 105X. Đây còn 3 chiếc cho anh em xem ha. Đây, em phong lớn kìa. Đây em nào muốn xài cho mấy năm thì em có sẵn nhiều lắm nha. Ở phía bên đây là mà em cũng còn mấy chiếc DC95 ha, DC95GM hàm cắt 2m7 ha, độc lòng 2m4. Đây là cái khu vực mà để những chiếc DC70G của Thái này, nguyên phiên bản chưa hạ bồn. Đây cho anh em xem. Với lại em có một số máy DC70 Plus, DC70G Plus là hàng chạy 95% gần như mới. Mới chạy khoảng 100 với 200 giờ thôi. Đây. Rất là mới nha nè. Đây là chiếc DC70G Plus hàng hiếm á, em về container được rồi. Còn cuốn chưa chắc hết sơn luôn ha.
Phía trong này cũng để có để máy đấy nha, phía trong. Đây là kho máy cày phía sau, mình để những cái máy giống như là 6040 và 7040, có đủ bộ ủi xới cày của nó luôn ha, nguyên bản từ bên kia về. Đây thì cũng có 4508 nữa và 4708, phía trước cũng còn nhiều máy cày và một số 3608 này kia, 36 à. Đây là khu vực phía trước nha, mình có để mấy máy cày mới 4018 nhập từ Thái nguyên chiếc á, một số 5018 Yamaha EF494 ha, 7708 với 6040. Chào mọi người nha, đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó, những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha, để mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha, có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết, về bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G, đang hạ bộ. Chứ hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm thì theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Còn cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng. Đây máy container chứ, của máy gạch và liên hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á, cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha, phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha.